Ở đây anh muốn code cho nó là sau khi xác nhận mật khẩu xong, nó nhấn cái nút Enter là được luôn, khỏi cả mất công nó phải gõ nhấn nút đăng ký nha. Thì đó là cách nào các bạn biết không? Đó là trong cái sự kiện KRED của cái xác nhận mật khẩu, chúng ta cho nó Enter. Trong cái sự kiện KRED, chúng ta cho nó Enter thì tự động nó gọi luôn đến cái perform lick của cái nút đăng ký là xong. Nếu e.keycha bằng key.enter thì chỗ này chúng ta phải ép kiểu lại ha, làm quá quen rồi, kf. Rồi, nếu nó gọi tới Enter thì chúng ta lấy btn đăng ký chấm perform lick gọi lại cái nút, tức là gọi lại sự kiện lick của button đăng ký. Rồi vậy xong, thử lại nè, chạy lên là F5. Rồi, sơn đẹp trai, tab cái nó không cho nè, nvnamson@hotmail, email sai định dạng .com 01267666702, tài khoản nè, nvnamson, mật khẩu 123456A 123456B. Rồi bây giờ chỗ này bấm enter nè, chỗ này bấm enter nè. Ủa, cái A cái B mà nó chịu ta, nhưng có gì lộn không? À, đó đó đó, nó bị bắt đầu bị lỗi rồi nè. Bắt đầu bị lỗi nè. 1 2 3 4 5 6. À, cái trên là 1 2 3 5 6 A, 1 2 3 4 5 6 B nè. Giờ bấm enter nè. Ồ, enter nó tự động nó hiểu và đăng ký tài khoản thành công. Ô, vậy là không được. Vậy là không được. Tại vì enter nó vẫn chưa hiểu là gọi tới cái sự kiện blip. Vậy thì chắc anh là đó, bấm vào cái là báo phải giống nhau rồi, ok. Chắc anh là chỗ này chúng ta nên gọi tới sự kiện blip của nó. TXT xác nhận mật khẩu ship gạch blip hả? Chấm blip. Nó chỉ hiểu ta. À, nó không hiểu là mình đang muốn gọi lại cái sự kiện blip của nó. Rồi, ok, nó là như thế này. À, sender là đối tượng là chính nó. Chấm sender. Không. TXT xác nhận mật khẩu blip. Rồi, sender e. Xong. Rồi, nó sẽ phải kiểm tra một lần nữa, rồi sau đó nó mới perform lick được. À không, kiểm tra như vậy cũng chưa chắc nha, kiểm tra như vậy là cũng chưa chắc. À, ok, nếu kiểm tra như vậy là cũng chưa chắc là tại vì nó gọi đến đây một cái một là xong mà, nó đâu có kiểm tra gì ở bước này nữa đâu. Ok, vậy chúng ta có thể sửa lại cái này một tí đi. Bôn. Sửa lại cái hàm này một tí. Bôn. Chúng ta không phải chỉ dựa vào hàm có sẵn nha, chúng ta sửa nó lại một tí. Chỗ này nếu mà nó bị lỗi này, nó return false là kết thúc, còn nếu mà nó đúng thì là return true. Rồi, mình sẽ kiểm tra. Nếu cái clip này mà nó bằng true thì mình mới tiến hành perform lick cho nó. Rồi, ok, tức là nó sẽ một lần nữa nó tiến hành kiểm tra cái, nó gọi lại cái hàm này so sánh với true, là bản chất nó đang gọi lại nguyên cái clip này, là nó sẽ tiến hành nó kiểm tra lại cái này nè, nó sẽ báo cái dòng này ra. Nếu là false thì nó sẽ không làm gì nữa. Còn nếu nó là true á, thì lập tức nó sẽ cho gọi lại cái perform lick. Thử nha. Ủa, lỗi à? Lỗi thì không sao, vô view Euroclip. Euroclip đâu rồi? Euroclip, rồi, bấm vô. Kéo cái này lên cao để coi nó báo lỗi gì. Nó báo là cái hàm này á, mình sửa lại như vậy là đang đi sai với cái cấu trúc của cái hàm. Đang đi sai với cái cấu trúc của cái hàm lip này.
đang đi sai với cấu trúc hàm list, thử kéo lên trên coi là nó khai báo như thế nào. À, ở trên này nó đang đi sai với cái cấu trúc của hàm list đúng không? Ok, nếu mà khó khăn quá thì bây giờ thế này các bạn, bản thân cái bây giờ mình cứ trả lại cho nó là kiểu void đi, mình sẽ có nhiều cách để kiểm tra lắm. Để lại cho nó kiểu void đi. Rồi, sau khi mà để lại kiểu void như cũ nha, để lại kiểu void như cũ thì ở trong này á, có phải hồi nãy nó là như thế này không? Đúng không? Hồi nãy nó là như thế này. Nếu enter thì gọi tới bo form list đó, nhưng mà enter một cái là nó chưa chắc nó kiểm tra được hai thằng này trùng nhau, cho nên trước đó nó phải gọi tới cái hàm list này đó. Rồi chúng ta cho nó gọi tới cái hàm list đi, tt xác nhận mật khẩu list sender e. Ở trong đây chúng ta có một cái biến bool check, bool check, tạo một biến toàn cục bool check cho nó bằng true đi. Nhưng mà nếu gọi là hàm list mà nó bị lỗi này á, thì chúng ta cầm mặc định cho nó check bằng false, và tự động khi nó gọi lại cái list này á, là nó đã cập nhật lại cái check này. Nếu mà nó bị sai thì chúng ta chỉ cần kiểm tra như thế này, nếu check bằng true thì mới cho nó perform list. Đây là cách chúng ta tùy biến lại thôi, không có gì khó hết á. Nếu check bằng true thì mới cho nó perform list lại. Và thử nha, Sơn đẹp trai. Rồi NV Nam Sơn a@gmail.com 01267666702 tài khoản NV Nam Sơn, mật khẩu nè, nhìn mật khẩu anh nhập nè, nhìn nha, 123456 a. Rồi nếu mà nó sẽ báo nè, nó sẽ báo là hai cái mà giống nhau nè. Giờ là 123456 b là khác nhau rồi ha, khác nhau nè. Bây giờ mình nhấn enter nè, nó sẽ báo là mật khẩu và xác nhận mật khẩu và giống nhau đó. Sau đó bây giờ mình thử xóa nó đi nè, mình cho nó lại là a nè, thì lúc này mình nhấn enter nè, nhấn enter nè. Ủa, nó ra cái gì vậy ta, sao nó ra tiếng gì lạ vậy? 123456 a, enter một cái, ủa nó không ra gì hết. Enter nó không chịu đăng ký à, thì mới chịu. À rồi, vậy thì xem lại cái key mới enter xong nó lại đi thực hiện cái động tác này. Thì nếu check bằng true, check ở đây là một cái biến, nó chỉ tồn tại ở đây thôi mà, nó đâu còn tồn tại ở chỗ nào nữa đâu, đúng không? Nó đâu còn tồn tại ở đâu nữa đâu. Check bằng true, check bằng false. Nếu check bằng bằng true, gọi lại cái hàm này trước, favorite enter, gọi lại hàm này rồi kiểm tra là nếu bằng true thì mới gọi lại cái perform list. Perform list sao nó không gọi lại ta, nó phải là cập nhật bằng true, à mặc định là bằng true nè. Cái bool check này mình thử cho nó nằm khởi tạo ở đây coi, ở dưới đây cho nó khởi tạo bool check bằng true ở dưới này. À không, cho nó toàn cục cũng được nè, ở đây cũng được nè, ở đâu cũng được, mà sao nó lại không hiểu ta. À ok, thấy những cái lỗi này á, anh thích sửa trực tiếp cho các bạn coi cách anh tư duy xử lý vấn đề, chứ anh không có thích dừng cái clip lại hay gì đó đâu. Nên các bạn cứ yên tâm điều đó ha. Anh ngờ ngợ là nó phải kiểm tra được cái check là true hay false chứ. Đi vào đây thì check bằng false, xong rồi sau khi đi xong đây thì nó phải ra dưới này chứ. Sau khi làm xong cái dòng lệnh này nó phải chạy xuống dưới này, message box chấm show ra cái check. Rồi
Rồi. Thử coi. Sơn đẹp trai. lvnamson@gmail.com 01267666702. Mật khẩu nè, 123456A. Xác nhận mật khẩu 123456B. Enter nè, enter nè. Mật khẩu và xác nhận mật khẩu ba giống nhau. Phone. À đó, nó là fail rồi đó. Giờ thử nha, mình để 123456A nè, 123456A. Enter nè. Enter là phone luôn nè. À ok. Ok ok, lỗi là như thế này. Lỗi là như thế này các bạn à. Lỗi là như thế này. Chúng ta chỉ khởi tạo cái bone check bằng true đúng ngay một lần, rồi sau đó nó đã bị biến thành phone thì cả cuộc đời nó cũng là phone. Nó đâu còn chỗ nào nó reset lại bằng true lại đâu. Đó là cái lỗi sai, tức là giả sử như nó bị phone một lần thì cả cuộc đời nó vẫn là phone, tại vì chẳng có chỗ nào cho nó reset lại là true. Ha. Mà chúng ta buộc phải dùng cái biến này toàn cục, bởi vì chúng ta còn dùng nó lại trong cái hàm cái red này nữa. Cho nên cách làm thế này, chúng ta để bone check thế này thôi. Rồi trong cái hàm mà lip này nè. Trong cái hàm mà lip á, chúng ta có thể là trong cái hàm cây red này đi, nếu nhấn enter nè thì chúng ta sẽ cho nó check bằng true ở trong này đó. Sau đó nó gọi cái lip, nó có thể bị biến thành phone. Rồi sau đó giả sử nó bị biến thành phone á, thì chúng ta enter lại một lần nữa, nó lại reset lại true, rồi lại kiểm tra lại, sau đó nó mới xuất ra được kết quả. Ok, hiểu rồi. Rồi bây giờ thử lại ha, chạy lại nè. Đúng rồi đó. Sơn đẹp trai lvnamson@gmail.com 01267666702 lvnamson mật khẩu nè, nhìn mật khẩu anh gõ nè, 1 2 3, ấy chết mẹ gõ lộn rồi, 1 2 3 4 5 6 7. A rồi xuống đây, 1 1 2 3 4 5 6 7 B rồi enter nè, nó báo nè, phải giống nhau thì mới được. Rồi bây giờ xóa hàng này đi, để lại chữ A, enter nè, đăng ký tài khoản thành công nè, đó lúc này mới hợp lệ nè, đó lúc này các bạn nhìn nè, khoảng trắng này cũng mất đi nè, đó ok rồi ha. Vậy là chúng ta đã xử lý xong đó. Các bạn nhớ lưu ý cái trường hợp này ha, đó là do chúng ta cần phải sử dụng biến check ở trong cái hàm, trong cái sự kiện cây red, gọi là hàm đi ha, là hàm cây red, và trong cái hàm TFT xác nhận mật khẩu blip, cho nên chúng ta buộc phải dùng cái bone check là một biến toàn cục. Này là một biến toàn cục, và vì nó là một biến toàn cục cho nên á, là hồi nãy khi anh khởi tạo nó bằng true như vậy á, thì nếu đã bị dính phone một lần á, cả cuộc đời nó là phone, tại vì chẳng bao giờ nó được reset lại là true. Cho nên chúng ta phải để nó bằng true để có thể reset lại là true mỗi lần chạy lại khi nhấn enter đó. Chứ còn nếu không là cả cuộc đời nó gắn với phone thì chẳng bao giờ nó chạy được vô cái btn đăng ký .performlist này hết. Các bạn đã hiểu ha. Ok, vậy là anh cùng với các bạn đã làm được cái tính năng nâng cao cuối cùng, đó là kiểm tra các thông tin phải đúng hợp lệ thì nó mới đi xử lý, và kiểm tra một lần cuối cùng duy nhất ở nút khi chúng ta nhấn vào nút đăng ký, hoặc là kiểm tra bằng cách là sự kiện leap khỏi cái test box, là nó nhập đến đâu nó kiểm tra đến đó luôn đó. Rất là hay các bạn ha, rất là hay cái tính năng này đó. Và chúng ta đã làm như vậy là chúng ta đã làm được đến bước 3 của cái ứng dụng rồi, là phát triển chức năng cho ứng dụng, là bổ sung thêm má chức năng cho đầy đủ. Rồi cuối cùng chỉ còn là cái gì? Hoàn thiện cái giao diện ứng dụng thôi. Đó, cuối cùng chỉ là cái việc mà hoàn thiện cái giao diện ứng dụng, thì chúng ta sẽ làm nhanh như sau. Chúng ta làm nhanh nha. Bạn nhìn nè, kéo nó xuống nè. Cái việc hoàn thiện giao diện ứng dụng thì các bạn có thể xem lại cái cách chúng ta tạo cái giao diện ứng dụng cho cái ứng dụng đăng nhập nha. Toolbox nè, chúng ta kéo cái label đi. Chúng ta để lên đây. Nút chuột phải, property, về lại cái property của nó, chúng ta cho nó đắp, đắp cho nó nằm ở trên cùng. Sau đó chọn cái auto size cho nó là phone. Rồi chúng ta có thể kéo cho nó bự ra một tí. Rồi chúng ta cho nó cái test align nằm ở giữa. Test nè, thì test align nằm ở dưới nè. Cho nó nằm ở giữa, canh giữa. Sau đó cho cái phông chữ nó đẹp đẹp lên một tí.
bold cho nó 30 luôn, cho nó 30 luôn. Rồi sau đó mình có thể cho nó cái test là cái gì bây giờ, cho nó cái test là đăng ký tài khoản đó. Rồi chúng ta có thể cho cái bất color màu nền của nó lại là màu, một cái màu tối tối, màu xanh xanh gì đó. Và chúng ta cho cái for color là cái màu chữ của nó màu đập lên, màu sáng lên đó. Đăng ký tài khoản rồi, ok. Rồi sau đó những cái này nè, chúng ta kéo nó nghiêng qua góc này, chỗ này chúng ta nhường chỗ cho một cái panel, một cái tấm hình. Chúng ta kéo một cái panel vô góc này. Cái panel này nó sẽ để vừa đủ như đây. Đó, vừa đủ. Nút đăng ký nằm ở đây, rồi. Chắc chúng ta sẽ cho cái form bự ra một tí ha. Cái bước này nhanh mà, làm nhanh mà. Rồi, chúng ta lít chuột phải property, chúng ta cho nó một cái background image. Tại vì lúc này nó là toàn cảnh luôn, mà nó là toàn cái hình luôn. Chúng ta local resort import, chúng ta cho nó một cái là tấm hình là anh đã có sẵn nè. Tấm hình này các bạn có thể tìm ở cái trang icon8.com ha. Rồi chúng ta ok, chúng ta chọn cái background image layout là street đó, cho nó đẹp. Sau đó chúng ta có thể là add cho cái nút button này có một cái hình image cho nó. Lưu ý nó không phải là background image layout nữa, nó đã có chữ ở bên trong rồi. Chúng ta chỉ cho nó một cái image nhỏ nhỏ thôi, đó là image bình thường như thế này ha. Rồi add nó vô, ok. Chúng ta cho nó nằm bên góc trái đó, nằm bên góc trái. Chúng ta start lên coi cái ứng dụng nè, nhìn nó hơi xấu. Rồi F5 chạy lại đó, nhìn nó được rồi nè, nhìn nó được hơn rồi nè. Cái chữ đăng ký nhìn nó phải đẹp lên một tí. Lít chuột phải phông, cho nó vô cái phông kiểu cách này nè, cho nó bô một tí, cho nó lên 12 đi. Rồi chạy lên, rồi kéo cho nó qua một xíu cho nó đẹp. Chạy lên đó, ok, đẹp ha. Như vậy là đẹp rồi. Mấy cái họ tên email này mình cũng cho nó cái chữ rõ ràng lên. Phông bấm vô có thể chọn nó là Sam New Roman bold cỡ 12 là vừa, cỡ 12 là vừa, kéo cho nó dài ra một tí. Email cũng vậy, cho nó là form Sam New Roman luôn, bold cỡ 12. Là chúng ta đang làm cái bước thứ 4 nè, sau khi chúng ta làm xong hết rồi chúng ta đang tạo giao diện cho nó nè đó. Rồi tương tự cái này chúng ta cũng cho nó cái form là Sam New Roman 12 luôn. Rồi cái này ok, cái máy này mình lùi xuống cái cho nó dễ nhìn đi ha. Cái này cho nó Time New Roman 12 luôn. Quan trọng là cái cách các bạn làm thôi, cái cách mà các bạn tư duy về hình ảnh, về cái bố cục cho cái ứng dụng thôi đó, chứ còn lại là không có gì khó hết á. Rồi ok, Time New Roman 4 12, phóng này ra đó, ok. Chữ tài khoản cho nó lên lại đây, mật khẩu cho nó lên lại, xác nhận mật khẩu xuống đây, phone xuống đây, email cho nó xuống đây ngang hàng với các anh các chị. Rồi họ tên cho nó xuống đây, nút đăng ký nằm ở góc này. Nếu thấy cái chữ họ tên này nhìn nó không đẹp cho nó kiểu một xíu, nếu mà thích cho nó 10 đi, mà cho 12 cũng được. Đó,
Rồi email phone nè. Bôn 12. Ủa, chết mẹ, gõ lộn phong rồi. Gõ lộn phong rồi. Phong gì đây? Thôi kệ đi. Để kiếm lại cái phong này coi. Mitron. Đó. Do nó giống một cái phong gì nó mới đọc tài khoản nè. Ráng chịu khó thêm mông thêm má cho nó cái giao diện là nhìn bao đẹp luôn. Lúc đó là mình nhìn cái ứng dụng nó pro hơn nhiều. Mật khẩu nè, bôn 12. Rồi xác nhận mật khẩu là cái chữ này dài là sợ nó bị ấy nè. Mitchell Bone 12. Ok, cái này chắc phải dài ra một xíu rồi. Rồi, quan trọng là cách chúng ta chỉnh lại thôi chứ không có vấn đề gì hết. Đó, chúng ta cứ chỉnh lại thôi. Mọi thứ là chúng ta có thể chỉnh được mà. Đó, chúng ta canh cho nó thẳng hàng vậy đó. Canh cho nó thẳng hàng vậy ha. Đó, canh cho thẳng với textbox nữa. Rồi, tài khoản đẹp, mật khẩu đẹp luôn. Rồi, ba cái này nè, mình có thể lùi cho nó lên lên đây góc này cũng được. Nút đăng ký nằm ở đây. Đó, save lại. Rồi chạy lên xem cái ứng dụng của chúng ta nè. Đó, họ tên Sơn đẹp trai. Đó, nhìn rất là đẹp. Đăng ký một cái, đăng ký tài khoản thành công. Đó, rồi chúng ta chỉ cần sửa lại cái tên này nữa thôi là xong rồi. À, chưa nữa, nếu mà chúng ta muốn phóng to nó lên á, nó vẫn nằm ở đây, cái này có thể dài ra ha. Chúng ta có thể cho một loạt các đốc của cái này nó nghiêng qua bên phải. Các đốc, à các hành cho của nó cho nó đi theo bên phải luôn. Rồi thử nè. Đó. Đó. Đó, ok ha, nhìn nó sẽ chuyên nghiệp cho cái ứng dụng của mình hơn. Bây giờ mình lướt chuột phải property vào cái form, mình sửa cho nó cái test là đăng ký tài khoản. Đăng ký tài khoản. Thay lại cái icon cho nó là cái icon này. Chúng ta biết cách để làm ra một cái icon đúng không? Các bạn có thể convert từ một tấm hình PNG sang, hoặc là các bạn có thể lên cái trang Google đao đúng những cái định dạng icon về là xong, nó ra cái icon. Đó, chúng ta tạt lên nhìn cái ứng dụng đăng ký tài khoản nè, rất là dễ thương. Đó, thêm nữa là gì, chúng ta có thể for solution lướt chuột phải property vào cái project ở cái chỗ icon default này nè. Chúng ta có thể chọn cho nó là cái icon mà chúng ta đã có sẵn đây. Rồi chúng ta save lại, chúng ta chạy lên tạt lên. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta lướt vô đây, open folder inventory, chúng ta vô bin debug. Đây là cái ứng dụng chúng ta đã tạo ra xong nè. Các bạn hãy nhìn đây. Đây là một cái ứng dụng chúng ta đã tạo ra xong rất là dễ thương. Đó, nó đây nè. Đây là một cái form, một cái ứng dụng chúng ta có thể rename lại cho nó. Đăng ký tài khoản. Hay là chúng ta có thể nói một phần mềm như là phần mềm đăng ký tài khoản. Đó. Rồi, bấm vô. À, nhìn rất là đẹp nha, nhìn rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp, rất là đẹp và chuyên nghiệp. Đó, rồi ok, thì đó là anh đã hướng dẫn cho các bạn xong được luôn cái bước thứ tư, đó là hoàn thiện cái giao diện ứng dụng. Còn một cái nữa các bạn có thể hoàn thiện chỉ luôn, nhưng mà cái này chắc anh các bạn làm chứ anh cũng thấy nó không cần. Đó là mỗi cái message box này nè, có thể kèm theo nó một cái icon, một cái message box icon, một cái euro, rồi một cái thông báo, rồi yes no gì đó tùy các bạn.
Rồi, tùy các bạn phát triển cho nó thêm, cho nó hoàn thiện ha. Vậy thì chúng ta đã chính thức là hoàn tất được cái ứng dụng là tạo form đăng ký tài khoản đó. Và tất cả những cái kiến thức mà của cái ứng dụng này anh thấy là nó rất là nhiều. Nó bao gồm những cái kiến thức xử lý kỹ thuật control, nó bao gồm những cái kiến thức kỹ thuật lập trình và những cái kiến thức về lập trình hướng đối tượng nữa. Các bạn hãy cố gắng ngồi làm lại hoàn chỉnh một cái ứng dụng này và có thể tự nghĩ ra một số chức năng mới, cũng như là các bạn có thể là nếu mà chỗ nào không biết thì tham khảo lại cái code của anh để mà cố gắng tự làm ra được một cái ứng dụng đăng ký tài khoản thành công nha, đầy đủ hết tất cả mọi tính năng mà anh đã làm demo cho các bạn. Và các bạn làm thử theo cái gợi ý mà xây dựng một cái ứng dụng mà kiểm tra cái chuẩn hóa văn bản nè. Đó, cái này rất là hay nha, nếu mà chịu khó làm là rất là hay. Rồi, anh chúc các bạn làm tốt cái ứng dụng này ha. Rồi, chào các bạn.